Con này bao nhiêu anh ơi? Anh ơi, con gà này bao tiền? 1,2 triệu. Giống gà gì anh nhỉ? Mũi dài, mắt táo, ăn nhật đó. Kia là con dâu à? Đây, ăn sau đây. Đồ dùng ăn đâu á? Có mỗi đồ cuối cùng. Không có đồ ăn xong chuẩn luôn cả thôi. Máy đang để đâu đây? Chuẩn đâu? Chỉ là 9 người. Xe đẩy thanh lý đã là sẵn các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Các loại thủy tinh, bình nước thủy tinh, đồ lê nữa. Cái này ngoan. Con này đuôi dài lắm. Đây ở cái tám. Giờ nó đang còn đồng hàng. Để ở bụng thế. Xe đẩy thanh lý đã là sẵn các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Đây là mấy trứng đấy? Con này ở nhà 7-8 trứng, vừa sáng vừa đẻ. Xe đẩy thanh lý đã là sẵn các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Bình nước thủy tinh, đồ lưu trang bị cũng chỉ 39.000 đồng. Các bạn có thể dùng chẳng hạn có thể giải rẻ cũng chỉ 39.000 đồng. Cô làm giỏ sao đâu cũng chỉ 39.000 đồng. Giỏ giá đất, trộn lốc hay inox cũng chỉ 39.000 đồng. Hay được chốt chén cũng chỉ 39.000 đồng. Con này là gà đẹp nhất này, con này nó đứng thẳng luôn. Xe đẩy thanh lý đã là sẵn các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Các loại thủy tinh, bình nước thủy tinh, đồ lưu trang bị cũng chỉ 39.000 đồng. Các loại nâu nuôi, giảm nuôi, đồ để giấy chỉ 39.000 đồng. Con đấy lên đường đấy anh, lên đường đấy à? Chạm tốt, quá, mỗi tuổi là gì ạ? Các loại mâm nuôi, chạm đây thì chẳng có thời gian, tất cả có lợi. Đúng là ở ăn đấy, một luôn. Cái này là một tổng thống, tất cả là chỉ 39.000 đồng. Cái này là cái chỉ 39.000 đồng. Xe đẩy thanh lý đã các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Các loại thủy tinh, bình nước thủy tinh, đồ lưu trang bị cũng chỉ 39.000 đồng. Các loại mâm nuôi, chậu nuôi, đồ để giấy dẻ cũng chỉ 39.000 đồng. Cô làm giỏ sau đồ hộp cũng chỉ 39.000 đồng. Dầu giá thấp, trộn lốc hay inox. Xe đẩy thanh lý đã sẵn các sản phẩm nhựa cao cấp, đồ dùng inox chỉ 39.000 đồng. Bình nước thủy tinh, đồ lưu trang bị cũng chỉ 39.000 đồng. Các loại mâm nuôi, chậu nuôi, đồ để giấy dẻ cũng chỉ 39.000 đồng. Cô làm giỏ sau đồ hộp cũng chỉ 39.000 đồng. Dầu giá thấp,
chậu lốc hay lốc cũng chỉ là 90 đồng. Để được cấp chén cũng chỉ 39.000 đồng. Đầu lốc để cố gắng và cua là cái 20 triệu đồng. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký và chia sẻ với mình. Cảm ơn các bạn.